Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao Việt Nam làm thế nào để dẫn dắt. Chính phủ Việt Nam nói đã và đang sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt, vai trò tiên phong, đóng góp vào công việc của khu vực và thế giới. Nhưng trước khi bàn khía cạnh quốc tế, chúng ta ưu tiên dẫn dắt chính bản thân mình. Để dẫn dắt rất cần tư duy đột phá. Trước hết là đột phá trong các vấn đề sát sườn đối với an ninh và phát triển của đất nước. Luật ba đặc khu. Một góc nhìn nổi trội về an ninh hiện nay đó là luật ba đặc khu. Các chuyên gia hàng đầu trong nước đang dẫn dắt, thúc đẩy để chính quyền thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về ba đặc khu này. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam biểu tình vào hôm 10 tháng 6 năm 2018 phản đối luật đặc khu. Ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng, của các nhà cách mạng lão thành, của các tầng lớp tri thức trong nước và nước ngoài về luật ba đặc khu. Nhiều ý kiến cho rằng vì tầm mức hệ trọng của Vân Đồn, Vân Phòng, Phú Quốc, sau khi thực hiện và lấy ý kiến tham vấn của các cán bộ lão thành và các giới khác nhau nếu có, dự luật vẫn đưa ra trưng cầu dân ý. Nhưng liệu tân chính phủ và đặc biệt là tân thủ tướng mới đây có nghĩ như thế hay không là điều chúng ta chưa thể biết được. Trong trường hợp này, ngoại giao khó dẫn dắt lắm, thậm chí có khi còn bị dẫn dắt nữa, đó là khác. Sườn phía Tây, phía Bắc và Đông Bắc của Việt Nam đã bị bịt lối ra. Nếu ba luật đặc khu được thông qua, những hướng còn lại cũng bị chặn nốt. Việt Nam khi đó sẽ rơi vào một tình huống hết sức trông chênh về an ninh quốc phòng. Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh như cách đây 42 năm, không biết dàn lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Một vấn đề nữa đó là cần dẫn dắt và để giải hóa giải những cảm giác bất an được ghi nhận trong dư luận của người dân cả nước. Ngoại giao phải trả lời được câu hỏi rằng với cái đà căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang trên nhiều địa hạt, đặc biệt là Biển Đông như hiện nay, thì liệu Trung Quốc có đánh Việt Nam hay không? Và nếu đánh thì đánh từ biển vào, tức là từ Trường Sa trước, hay tấn công trên đất liền trước? Càng bất an hơn sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc là quan chức cao cấp nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến Việt Nam. Nói là để chúc mừng thành công của đại hội đảng. Chúc mừng nhưng khi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam, ông ấy lại tuyên bố chuyến thăm nhằm quán triệt nhận thức này, quán triệt nhận thức kia, dường như đang để giảng dạy cho các tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giảng lãnh đạo mới lên. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước già nua của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí vào hôm 19 tháng 2. Muốn ngoại giao Việt Nam đóng góp hiệu quả vào việc giải quyết những vấn đề chung, thì nội lực bên trong phải rất mạnh. Có mạnh trong nước thì đối ngoại mới hiệu quả, mới có hy vọng dẫn dắt trong khối. Việt Nam phải hòa nhì bất đồng, chứ không thể đồng nhì bất hòa được. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dường như cảm nhận được điều này, nên chính ông đã từng kêu gọi đã đến lúc phải cải cách thể chế để tạo đột phá trong phát triển. Có chuyên gia hy vọng Thủ tướng kế nhiệm sẽ tiếp tục sự nghiệp của chính phủ trước đây. Đó là cải cách thể chế, chuyển sang kinh tế số hóa và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Trong công cuộc cải cách này, chuyên gia gọi là đổi mới lần hai, ngoại giao có thể góp phần dẫn dắt. Ngoại giao phải trở thành chất xúc tác để hòa đồng bộ một số định chế trong nước còn vênh so với quy định và định chế các khu vực và toàn cầu mà Việt Nam đã cam kết từ trước đến nay. Các hiệp định song phương và đa phương ký kết trong thập niên hội nhập sâu rộng và toàn diện là những tiền đề để thuận lợi để ngoại giao góp phần dẫn dắt nội trị. Đối ngoại và đối nội tới đây phải là hai mặt của một đồng tiền, trở thành tổng thể chính sách được tích hợp từ các động lực trong nước và quốc tế. Ngoại giao là kênh thích hợp để Việt Nam có thể truyền tải một số giá trị tiến bộ và phổ quát. Việt Nam cũng cần có thái độ rõ ràng, minh bạch
thông qua một số động thái ngoại giao khả tín. Ta không thể chỉ coi đảo chính quân sự ở Myanmar vừa qua chỉ là một cuộc bạo động, mà phải gọi đúng với tên thật, phải đứng tích cực trong vụ việc đưa ra các sáng kiến để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ở Myanmar, lên án chế độ quân phiệt và đặc biệt là những kẻ đảo chính. Đây là hình ảnh xe bọc thép xuất hiện lần đầu tiên ở đường phố Yangon kể từ cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 1 tháng 2. Khi họp với các ngoại trưởng ASEAN, chúng ta cũng chưa chủ động có đề xuất gì cụ thể là điều hết sức đáng tiếc. Nếu Việt Nam là một trong các thành viên của ASEAN như các nước Indonesia, Malaysia và Singapore cũng đề xuất thì chúng ta có thể làm tăng quyền lực trung gian giữa Việt Nam với Myanmar và có đó giúp ASEAN với khu vực và thế giới. Làm như thế mới là cách dẫn dắt hiệu quả. Lướt sóng trên đấu trường Đông Nam Á. Trong đấu trường Đông Nam Á, sự phức tạp trong quan hệ Trung và Mỹ thực sự là một thách thức với hầu hết các thành viên của ASEAN hiện nay. Việt Nam tất nhiên cũng không thể là một ngoại lệ, bởi vì vị trí này luôn luôn là ngã tư chiến lược, là nơi mà lợi ích của các đại cường giao nhau và phần lớn va đập vào nhau rất dữ dội. Sự cạnh tranh ngày nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ là một giai đoạn khác của một động lực đã nằm sẵn hàng thế kỷ trong bản năng sống còn ở khu vực. Và Việt Nam hẳn nhiên cùng một lúc vừa phải phòng ngừa, vừa phải cân bằng, nhưng cũng vừa khoát nước theo mưa. Và dường như điều này đã nằm trong gen chính trị của Việt Nam trong lịch sử từ trước đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam hẳn nhiên không thể coi nhẹ các mối quan hệ chính trị kinh tế với Trung Quốc. Nhưng đa số các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không đơn giản chỉ cấu trúc quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên cơ sở ý thức hệ, thương mại hay đầu tư. Chủ nghĩa dân tộc vẫn là một lực lượng và tác động mạnh mẽ đến bang rào quốc tế. Cái khó đối với tân chính phủ là rồi đây, mỗi khi có bế tắc hay căng thẳng trong rào bàng, Bắc Kinh thường viện dẫn đến đại cục hay là thỏa thuận cấp cao là những tập hợp mờ và chỉ rất ít nhà lãnh đạo Hà Nội quán triệt được nội hàm cụ thể. Hơn nữa, chính sách cân bằng rất dễ biến dạng thành đu dây với những hậu quả hết sức khó lường mà Việt Nam hiện nay vẫn đang đu dây như vậy. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly cùng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ký kết các thỏa thuận song phương ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 11 năm 2015. Với Hoa Kỳ cũng là một phép thử khó khăn về phương cách ngoại giao dẫn dắt giới hoạch định chính sách để kiến tạo lên nền tảng cho một mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước có chung lợi ích và tầm nhìn. Việt Nam trên thực tế bị kẹt về mặt địa chính trị giữa Hoa Kỳ là cường quốc thống trị và Trung Quốc là cường quốc mới nổi. Nguy cơ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng là rất đáng kể. Phần lớn giới quan sát cho rằng Việt Nam có thể tiếp tục duy trì vị thế cân bằng động giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong khi một số ý kiến khác lại lo ngại cho rằng Việt Nam có thể trở thành nạn nhân của những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai cường quốc. Nhưng nếu dẫn dắt tốt, Việt Nam có thể tiến gần hơn với Hoa Kỳ bằng cách áp dụng một khuôn khổ liên kết mềm với Mỹ. Trong đó, Washington hỗ trợ nhiều hơn cho các nhu cầu về quốc phòng và an ninh của Hà Nội. Để đổi lại, Hoa Kỳ có thể giành được lòng tin chiến lược của Việt Nam bằng cách đáp ứng các mối quan tâm chính của Hà Nội, tức là không can thiệp vào chính trị trong nước và không có ý định thay đổi chế độ ở đây. Đồng thời, Việt Nam với tư cách là một cường quốc bậc trung cần đầu tư nhiều hơn vào việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở trong khu vực này. Bài học dân tộc và thời đại. Một trong những bản lĩnh mới, tâm thế mới mà theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao tại Việt Nam là Việt Nam sẽ chủ động tham gia vào quá trình định hình cấu trúc khu vực, xây dựng các khuôn khổ ở tầm khu vực liên quan đến khu vực và toàn cầu. Trước đây, chúng ta chưa thể hình dung được sẽ xuất hiện một cấu trúc an ninh mới có quy mô toàn cầu như không gian Ấn Độ Dương tự do và rộng mở của bộ tứ bao gồm Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Chỉ cách đây 2 năm, chưa ai nghĩ rằng ASEAN sẽ có cách tích cực hơn trước khuôn khổ địa chính trị đó và khẳng định được một quan điểm giữa ASEAN và tự do hàng hải vừa xuất hiện thêm tại bộ tứ ở hai
châu Âu là bộ tứ xuyên Đại Tây Dương bao gồm cả Mỹ, Pháp, Đức và Anh cũng tham gia. Đây là hình ảnh bộ tứ kim cương bao gồm Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Đối với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, việc biến bộ tứ thành một tổ chức an ninh tập thể để đối phó với Trung Quốc sẽ buộc các chính phủ phải chọn bên, mà chọn bên là một sứ mệnh đầy thách thức. Vì vậy, giới quan sát có phần bất ngờ khi Thiếu tướng Công an Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thuộc Tổng cục Tình báo Việt Nam đã phát biểu công khai trong nước về khả năng hình thành một liên minh quân sự NATO ở Đông Nam Á và vai trò của Việt Nam trong liên minh khu vực ấy. Theo tiến sĩ Đỗ Lê Chi, vấn đề không phải là có nên tham gia hay không, mà vấn đề là Việt Nam cần chủ động thúc đẩy việc hình thành một tổ chức an ninh đa phương, ràng buộc tại khu vực vì lợi ích của tất cả các bên. Lâu nay, Việt Nam vẫn luôn chủ trương chủ động hội nhập, nhưng có khi ta vẫn bị động. Các nước lớn triển khai chính sách mà mình cứ phải cân đong đo đếm là có tham gia hay không. Điều này cho thấy vai trò dẫn dắt của chúng ta chưa phải lúc nào cũng cao. Liệu tân chính phủ Việt Nam rồi đây có thực sự thúc đẩy tầm nhìn của đối tác bộ tứ này và đặc biệt là việc tự do hàng hải ở Biển Đông và có nên xem xét lại triết lý quốc phòng 4.0 và một nếu? Về trụ cột kinh tế, câu trả lời có thể là yes, tức là vâng. Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Thái Bình Dương thường niên lần thứ 3 đã diễn ra tại Hà Nội vào năm ngoái là minh chứng thấy rõ. Nhưng về trụ cột an ninh, nhất là trong chiều ngăn chặn Trung Quốc, câu trả lời nhiều khả năng sẽ là có và không. Trong khi đó, Bộ Tứ khuyến khích Việt Nam nên sớm trở thành thành viên theo sát của nhóm này. Điều đáng nói là giữa các trụ cột của tổ chức an ninh trên Biển Đông này, ranh giới không phải lúc nào cũng rạch ròi. Mùa hè vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đã tuyên bố Hoa Kỳ đang thúc đẩy xây dựng một mạng lưới thịnh vượng kinh tế với sự tham gia của Việt Nam. Mạng lưới này được hình thành trên nền tảng bộ tứ được Washington xem như điểm quan trọng trong chính sách thương mại thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu thời hậu COVID-19. Với tất cả các nan đề vừa điểm xuyến ở trên, câu hỏi ở đây là liệu chính phủ mới của Việt Nam sẽ phải làm gì để nền ngoại giao Việt Nam thực sự có thể dẫn dắt, có thể đi đầu trong bối cảnh an ninh khu vực có chuyển biến gia tốc hay lại bị cuốn theo chiều gió, để rồi thời cuộc lại dẫn dắt Việt Nam đi vào vô định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 với bản tin Ngoại giao Việt Nam làm thế nào để dẫn dắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.